về cơn bão số 6. Bão số 6 đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 và cấp 8. Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Nam Biển Đông, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 9. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết xấu, mưa rào và dông diễn ra nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa. Ban ngày trời có mây thay đổi, cường độ nắng yếu, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25-27 độ. Dự báo mưa dông sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, độ ẩm tương đối 81-86%. Khu vực huyện Côn Đảo, 3 ngày trời nắng gián đoạn, mây thay đổi, có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, độ ẩm tương đối 81-86%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4-10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 9 năm 2021, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 15 giờ 45 phút, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 10 giờ.